Thế giới vốn tồn tại nhiều điều bất ngờ đến kỳ lạ, chắc chắn bạn chưa từng nghe nói đến bao giờ. Nếu nghĩ cuộc sống nhàm chán tẻ nhạt với guồng quay hàng ngày, thì bạn hãy thay đổi suy nghĩ này đi nhé. Cuộc sống còn nhiều điều thú vị hơn bạn nghĩ rất nhiều. Những điều bạn thấy trước mắt chỉ là một phần của cuộc sống mà thôi. Thậm chí, có dành nhiều năm liền để tìm tòi nghiên cứu qua sách vở hay phim ảnh, bạn cũng chưa chắc đã khám phá hết muôn vàn điều thú vị của tự nhiên và những sự vật mà bạn vẫn đối diện hàng ngày. Nhưng nếu nhìn nó qua một góc nhìn khác, thì bạn sẽ còn phát hiện ra những điều kỳ diệu hơn thế. Một trong những cổ vật quý hiếm nhất thế giới chính là chiếc răng khủng long hóa thạch còn được lưu giữ cho đến tận ngày nay. Chiếc ngà khổng lồ của một con voi mammut vô tình được phát hiện tại Siberia. Aogashima là đảo núi lửa nhiệt đới của Nhật Bản và được hình thành từ một miệng núi lửa phun trào. Người ta tin rằng nếu như có thảm họa zombie xảy ra thì nơi đây chính là nơi trú ẩn tuyệt vời nhất. Bởi để đến được nơi này là cả một vấn đề vô cùng nan giải, do vùng biển mở và khởi tạo nên những đợt thủy triều. Ngoài ra, nơi đây cũng không có bến cảng để tàu thuyền neo đậu, vì các vách đá khá gồ ghề và dốc thẳng đứng. Hala là một trong những loại quả lạ lùng nhất trên thế giới. Quả được tạo thành từ 38 tới 200 muối, có bó sơ bao ngoài như là muối dừa nước. Mỗi muối có trung bình khoảng 2 hạt, đôi khi trường hợp có đến 8 hạt. Quả có thể ăn sống hoặc nấu chín và thậm chí còn có tác dụng về y học. Một trong những vùng đất xa hoa nhất trên thế giới, Dubai nhìn từ trên cao. Tác hại của thuốc lá hẳn đã không còn quá xa lạ với mọi người. Minh chứng rõ rệt nhất cho điều này chính là tấm màn treo cửa đen xỉn màu của một người nghiện thuốc lá. Nhìn ảnh này, bạn có cảm thấy thương xót cho lá phổi của chúng ta hay không? Hồng Kông là một trong những quốc gia có sinh hoạt phí đắt đỏ nhất trên thế giới. Điều này khiến những người có thu nhập thấp tại đây phải chấp nhận sống trong một ngôi nhà chẳng khác gì là chuồng thú. Đây chính là chiếc xe không người lái ở San Francisco. Thế nhưng thoạt nhìn từ bên ngoài, bạn sẽ chẳng thể phân biệt được trong cỗ máy sắt này đâu là thân xe và đâu là kính. Kenya là vùng đất đang báo động đỏ về tình trạng săn bắn trái phép ngà voi, và hàng ngàn tấn tang vật thu giữ được đã được cơ quan chức năng tập trung tiêu hủy. Bức ảnh minh họa cuộc sống của người phụ nữ người Yemen đang dần chìm vào bóng tối dưới áp lực và truyền thống văn hóa nặng nề. Đây được mệnh danh là người đàn ông có bộ cơ đẹp nhất trên thế giới. Có một điều đặc biệt không phải ai cũng biết, mặc những áp lực căng thẳng của chính trường, nữ nghệ sĩ Italy Lisa Ronzulli vẫn luôn dẫn theo con gái đi làm cùng mình. Được ví như là mạch nguồn sự sống duy nhất tại sa mạc ở Libya, vẻ ngoài của nơi đây đặc biệt thu hút với những người yêu thích khám phá trên toàn thế giới. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.